Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 31 tháng 1, bản tin thời sự cuối cùng của năm Tân Sửu sẽ có một số nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc